Hello, xin chào anh chị em các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Maker ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục báo giá cái mẫu xe mô xe máy cũ mới về cho em ha. Xe máy cũ hôm nay thì về cũng được một số cái mẫu xe như là xe côn tay, xe tay ga và xe số cửa hàng thì vẫn còn em nhé. Đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em nào mới xem kênh của mình có thể là nắm được cái thông tin về cửa hàng ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng xe máy Hưng Phát em nhé. Ở cửa hàng xe máy Phát thì nằm ở đường B7 ô 19 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương, và hai số Zalo cửa hàng là 0967288186 và 0926234345 ha. Ở cửa hàng thì có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhé. Trả góp thì em chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên không nợ xấu ha. Mình trả trước 30% giá trị xe. Đấy. Ở cửa hàng thì có ship xe toàn quốc ha. Anh em ở xa không đến được thì mình cứ inbox Zalo cửa hàng sẽ gửi thêm thông tin hình ảnh xe cho anh em ha. Nếu anh em ok thì cửa hàng sẽ ship xe. Ship xe thì anh em chỉ cần tiền cọc từ 2 đến 3 triệu ha, cửa hàng sẽ ship xe toàn quốc nhé. Và tất cả giá thì cửa hàng báo giá thì chưa bao gồm phí rút hồ sơ anh em nhé. Nên anh em cần rút hồ sơ thì cửa hàng sẽ hỗ trợ anh em ha. Mà cái phí hồ sơ thì mình phải chịu ha. Đó, đầy đủ phân khúc cho em lựa chọn luôn. Và có trả góp luôn ha. Anh em mà trả góp thì mình phải đến trực tiếp cửa hàng để ngân hàng họ lên hồ sơ cho mình ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào gặp chị Nhung để cập nhật giá các mẫu xe mới về cho anh em ha. Xe hôm nay thì về có Sachi, SH Mo, SH Cao. Rồi, đây là chị Nhung mọi người nhé. Rồi, hello chị Nhung ha. Dạ, xin chào anh chị em mình nhé. Dạ. Hôm nay thì bên cửa hàng cũng có về một số xe. Thì bên cửa hàng ngày nào cũng có những dòng xe mà côn tay, tay ga đều có về thường xuyên và hàng ngày anh chị em. Thì mình có quan tâm tới những cái dòng nào bên cửa hàng thì mình cứ ghé trực tiếp tới cửa hàng em mình xem xe nhé. Bên em thì vẫn có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Anh em mình không nợ xấu thì mình có thể là lên hồ sơ ok. Còn những anh chị em mình mua tiền mặt online thì rất là dễ. Cứ inbox cho em qua Zalo. Em test máy, test xe trực tiếp cho anh em mình qua video. Ưng chiếc nào thì mình cọc xe cho em tầm vài cổ tùy khu vực. Thì em sẽ ship xe cho anh em mình nhé. Dạ, ok ha. Ở đây có mấy chiếc mới về thì mình sẽ cập nhật mấy chiếc mới về trước ha. Đây thì hôm nay thì về có thêm mẫu Sachi đấy em ạ. Thêm cái mẫu Sachi màu xanh nhám anh em. Màu 2021 nhá. Màu này thì rất là đẹp luôn. Đấy, sơn con này thì nói chung là nước trắng. Sơn zin theo xe luôn này. Xe vừa mới lấy về vừa mới rửa xong luôn. Thì con này là máy móc bao zin anh em mình nhá. Máy móc thì thầm luôn. Đây con này em bật lên xem ô đô bao nhiêu ngàn. Ô đô 20 ngàn này anh em. Đó. Ô đô chạy 20 ngàn nhé. 20 ngàn cây ha. Đây chủ xe thì có lên mình cái ốc titan này em này. Ốc titan rồi ha. Ở chiếc này xanh nhám, biển số xanh nhám ha. 93 Bình Phước, 93P272986. Đó, màu xanh đăng nhám. Đăng ký 2021 nhá. Anh em nào mình quan tâm nhớ những dòng Sachi Rider thì mình cứ ghé trực tiếp tới cửa hàng xe máy Hưng Phát mình xem xe. Hiện tại thì bây giờ những cái mẫu này đang giảm giá rất là rẻ luôn anh chị em. Đó. Mua xe mình mua xe để dành đi chơi Tết nhá. Thời điểm này mua xe sắm xe để đi chơi Tết là vừa rồi. Con này thì hôm nay thì bán giá mấy? Con này hiện tại bên cửa hàng để cho anh em mình với mức giá là 27.300.000. Với mức giá đấy là okay, chưa bao gồm phí hồ sơ nhá. 27 triệu 3. Nhưng anh chị em mình mà tới xem trực tiếp cửa hàng em vẫn có hỗ trợ tiền xăng xe cho anh em mình đi lại này. Đó có okay, nghĩa là nhá. Có bớt chút lộc cho anh em mình. Đó, có bớt thêm chút lộc lá cho anh em đến mua xe nữa ha. Đúng rồi. Và các mẫu xe cửa hàng bán ra thì đều được bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm anh em nhé. Đấy, máy móc rất êm luôn. Ok. Hôm nay thì có SH Mo, màu này cũng khá là nổi em này. Chiếc màu vàng nâu này anh em. Đó, dịp okay. Chơi Tết rồi, xuân mai về rồi, có màu đấy. Vàng luôn. Đó, vàng anh em nào mình có quan tâm đến màu này thì là mình trực tiếp mình tới xem nhé. Xe đấy. Rất là êm luôn. Máy móc rất êm nhá. Máy áo êm đẹp du luôn nhá. Anh em. Biển số 61. Đấy, con này đăng ký năm mấy chị ha? Con này đăng ký 2018. 2018 có mắc cây nha anh em. Xe đẹp anh em nhé, xe rất là rất đẹp, là luôn. Đẹp luôn ha. Máy móc là bao zin đấy, đẹp máy móc zin đó, tem mỏng còn nguyên zin luôn anh em nhé, khóa mất cây luôn. Chiếc này hiện tại thì cửa hàng sẽ để anh em mình giá là 37.600.000 đấy, 376 thôi, màu vàng nâu, biển 61 luôn, xe rất đẹp, máy móc cực kỳ êm anh em nhé, cái màu rất là nổi luôn em ha, màu màu vàng này gọi màu vàng chanh nha anh em. Màu vàng chanh ha. Cực kỳ là nổi luôn. Như là xe thì mình thấy là cũng chưa có vết chày luôn anh em ạ. Xe đẹp lắm nha. Màu vàng này mà đi cái tem màu đen này là cái điểm nhấn của xe luôn nha anh em, làm cho nó nổi bật thêm này. Có đẹp nó luôn. Rất là đẹp nhá.
Giá cũng bây giờ cũng rất là mềm ha, 37 triệu màu vàng 600. Đau này em bán là 37 triệu 600 nha anh em. 2018 có mất cây luôn em nhé. Hôm nay về thêm SH là 150. Chiếc này là 150 em nhé, SHK 150. Đây những chiếc nào mà mới về em sẽ test máy qua cho anh em mình xem luôn. Màu đỏ đô nhá, 150. Con này 2013 này. Biển số 93 Bình Phước nhá, 06966. Đấy, 2013 em nhé. Đăng ký 2013. Thì con này là máy móc về bên cửa hàng là bao zin nhá. Đấy, biển 93 Bình Phước luôn. 93 Bình Phước. Cái này nó thiếu cái Oppo thôi. Thì hiện tại có cái Oppo mà nó bị cũ quá rồi. Nên là bên em tháo ra rửa sạch rồi. Thì ai mua thì xí thì em sẽ lắp cái Oppo vào là nó hoàn chỉnh thôi. Con này thì đăng ký 2013 150. Màu đỏ đô nhá. Chiếc này thì em bán là 41 triệu 600. Đấy, 416 anh em nhá. Đấy, 2013 ha. Mấy cái dòng mà SH 2012, 13, 14 thì 15. Hiện tại bên cửa hàng đang còn rất là nhiều màu nha anh em. Đó, mình quan tâm tới SH thì mình ghé lựa chọn nhé. Đó, phía ngoài còn mấy chiếc ha. Anh Tiếu mình sẽ quay cho anh em sau ha. Đấy. Trong khi quay mà anh em chưa có chi tiết chiếc xe nào thì mình cứ liên hệ Zalo ha. Cửa hàng sẽ gửi thêm thông tin hình ảnh xe cho em kỹ hơn nhé. Đó, xe thì có côn tay, tay ga đầy đủ luôn. Đấy, hôm nay thì mình sẽ lướt qua cái mẫu tay ga côn tay trước chị ha. Đúng rồi. Đây thì có mẫu S150 này. Rồi, chiếc S150 này biển số 67M1 nhá. Đăng ký 2017, xe siêu cọp luôn anh em. Đó, đăng ký 2017 màu đỏ đen nhá. Ha. Cái chủ này đi rất là kỹ luôn anh em này, không biết là trai hay gái nhưng mà keo là bọc nguyên chiếc luôn. Nước sơn zin và tem zin của hãng đều còn hết nhá. Đó, máy móc sạch sẽ nhá. À. Về cửa hàng chưa hề dặm sơn luôn. Đó, bởi vì là keo là lột nguyên chiếc này, nó không có đầy xước nha anh em. Đó, từ dàn chân cho tới áo này đều rất là ok luôn nhé. Có đẹp anh em nhé. Chiếc này thì 2017 nằm cầm đồ khá là lâu. Con này bữa là nằm cầm đồ này ha, cầm đồ xe mà khá là đẹp luôn. Gửi giấy lên cái là nó sạch rất là đẹp luôn anh em ạ. Con này như là hết xăng, muốn hết xăng rồi. Hết xăng. Máy móc cực kỳ êm luôn. Xe rất là êm luôn anh chị em ạ. 67M1. Rồi, chiếc này bên em bán 18 triệu 600. 18,6 anh em nhé. Máy móc là bao zin nhé. Đẹp luôn. Hôm nay thì có mới kinh này anh em ạ. Mới kinh dòng xe nhập này anh em. Con này biển số 67K1. Thì màu xanh đen nhé. 67 này ở kinh, An Giang. Máy móc êm zin. Dòng xe nhập thì anh em mình biết rồi. Chạy khá là bền luôn. Thì chiếc này đăng ký 2020. Cửa hàng bán 25 triệu 6 nhé. Rồi, 256. Đúng rồi, anh em nào mà mình xem được clip của anh Thắng Baker thì ưng chiếc nào thì mình cứ inbox cho em qua Zalo. Còn nếu như mà mình ở gần cửa hàng, gần địa chỉ trên thì mình có thể là ghé trực tiếp cửa hàng, em sẽ cho đi thử xe thoải mái. Dạ, ok. Phía này thì cũng có chiếc S màu đỏ nhám anh em này. Rồi, con đỏ nhám này là đăng ký 2020. Đó, này biển số 75 Huế nhá. Dòng XI 150, đỏ nhám, 24 triệu 6, đăng ký 2020. 2020 nhá, xe rất là cứng luôn. Xe bên cửa hàng nói chung là cũng tuy là ít xe thôi nhưng mà xe chọn lọc rất là kỹ rồi. Đấy, nên là anh em mình đi yên tâm nhé. Tán này anh em đây, có đẹp luôn. Đấy, ok, con này là hai mấy? 24,6 em. 24,6 ha. Rồi, bên đây cũng là S150 em. 150 màu đỏ trắng. Chiếc đỏ trắng này thì biển số 38D1 Hà Tĩnh nhá. Con này là 2019 này. 2019 em bán giá khá mềm thôi, 22 triệu 300. Đó, 22 triệu 300. Máy móc là bao zin êm luôn. Đấy, dàn áo là cứng cáp liền lạc nhá. Tem zin là vẫn còn nguyên anh em nhá. Đó. Áo rất là cứng nha anh em. Xe thì cũng là zin nguyên bản thôi. Con này hôm nay thì chị để cho ra giá là 22 triệu 300. 22 triệu 3 ha. Rồi. Còn bên này cũng là S150, cũng là màu cũng là đỏ trắng luôn. Rồi. Thì chiếc này là cuối 2021 nhá. Cuối 2021 này, con này biển số Quảng Nam, Quảng Ngãi. Con này ô tô chạy được 20.000 này. Đấy, 20.000 cây ha. Đăng ký cuối 2021 24 triệu 8 anh em. Đó, cũng là 24 triệu 8. Mình mà trả luôn. Góp thì trả trước tầm 6 7 củ là mình có thể góp được con xe ẹt này rồi nhá. Dạ, ok.
Còn đây và thì mẫu có mẫu Sa-chia. Sa-chia nữa anh em. Cái Sa-chia này thì em bao hồ sơ gốc cho anh em mình này. Hiện tại em đang tên đường rút nhá. Con này là cuối 2021. Rồi. Cuối 2021 nhá, mới chạy được ít cây thôi anh em, 12.000. Xe rất là xe mới thì nha. rất là mới nhá. Màu xanh đen. Đó, nói chung là chủ Đó. xe thì có lên thêm một số titan này, ốc kiểu thôi ha. Còn xe rất là đẹp anh em nhá. Cuối 2021 Đi em rất là bán ít. bao hồ sơ cho anh em mình 28 triệu 600. 28 triệu 6 mà con này đang rút hồ sơ rồi anh em nhé. Đúng rồi, Hồ bao sơ đẹp thì luôn. chắc vài ngày nữa là có rồi á. Rồi bên này thì có mẫu Rider lên tem Sa-chia. Rider. Đấy, Ờ chứ, Rider lên à tem. quên, con này Rider nha anh em. Rider Biển chuẩn số luôn. 71 Bến Tre. Con này zin nguyên bản này. Con này cũng khá là đẹp ha. Con này Cuối cũng zin luôn anh 2021 nhé. 28 triệu 300. 28 triệu 300. Đấy, xe zin nguyên bản luôn, toàn áo rất là đẹp anh em này. Áo liền lạc anh em. Con này chắc có hôm nữa đi mười mấy ngàn này phải ha. 15.000, con này chỉ nhớ là 15 ngàn cây 15.000, nhá. 15.000 cây. Thế nào nhìn xe rất là đẹp anh em nhá. Xe nhìn ngoài đẹp lắm. Còn bên này thì là chiếc 66 Đồng Tháp này anh em, đăng Rider lên ký tem này. 2019. Đó. Rồi chiếc Rider lên tem Sa-chia, con này mẫu 2019 này. Cái hàng bán là 22 triệu 8, biển số Đồng Tháp. Đấy, 22 triệu 8 thôi em nhé. Ô đô chạy 20 ngàn. Đó, 20 ngàn cây ha. Rồi, bên này thì cũng là chiếc Rider em này. Đấy, chiếc màu đỏ tem này cũng khá là đẹp. Rồi, đó. Chiếc màu đỏ tươi nè, con này 67 An Giang. Đăng ký 2020 nha anh em. Chiếc này thì em bán 23 triệu 600, biển số 67 An Giang. Đó, con này cũng đi 20 ngàn. Cũng là 20 ngàn cây ha. Máy là bao zin anh em mình. Mấy cái mẫu này thì vẫn cửa hàng thì vẫn bảo hành máy móc cho làm 6 tháng nên anh em yên tâm ha. Và có trao đổi xe luôn, anh em nào muốn trao đổi xe thì mình cứ mang xe trực tiếp đến cửa hàng nhé. Anh em nào mình muốn trao đổi mẫu nào thì mình có thể ghé trực tiếp cửa hàng mình trao đổi nhé. Rồi chắc là mình lướt qua cái mẫu côn tay luôn ha, xong rồi đó mình bảo tùy ga anh em nhé. Hôm nay thì có còn vẫn còn hai chiếc xe số anh em này, xe số thì hai chiếc này làm đây cũng rất lâu á. Đấy. Một cặp xe số này thì vẫn xả giá 12 triệu bao hồ sơ gốc nha anh em. 12 triệu đó, hai chiếc này thì đang rút hồ sơ rồi, chiếc một chiếc có hồ sơ rồi anh em nhé. Có một chiếc màu đỏ này là em đang rút hồ sơ sẵn này. Con này hồ sơ có sẵn rồi này. Đấy, đúng rồi, hai chiếc vòng này quay thì em hồ sơ sẵn. Hai chiếc này thì cửa hàng đã dọn lên full mới luôn em này, từ con ốc này, ốc lên dàn chân, ốc tán như là mới hết rồi nhá. Máy móc thì vẫn cửa hàng vẫn bao zin cho em luôn. Đúng đó, rồi, 12 bao triệu zin. Bao hồ sơ ha. Đó, anh em nào mình quan tâm đó. Thì mình ghé trực tiếp cửa hàng em có bớt thêm nhá. Dạ. Ở đây thì Winix đợt này thì cũng xả rất là rẻ luôn. Đúng rồi, hôm nay Winix em cũng đang xả giá rất là rẻ. Thì hôm nay còn 3 chiếc duy nhất nữa thôi anh em. Còn 3 chiếc ha. Đó, còn 3 chiếc duy nhất nữa thôi. Thì anh em nào mình quan tâm tới những dòng nào thì mình cứ ghé trực tiếp cửa hàng em nhé. Hoặc là mình inbox cho em qua Zalo này. Con này là màu xanh bạc, biển số 36 Thanh Hóa. Đây, con này có mô khóa chống trộm này. Đó, bây giờ Winix ABS. Đúng rồi, con này màu ABS đấy, có khóa chống trộm. Xe thì zin nguyên bản hết em nhé. Biển số 36 Thanh Hóa. Đó. Rất là đẹp luôn. Xe cứng cáp liền lạc nhé, con này bản ABS này. Đăng ký 2020. Đó, cửa hàng xả xuống còn 17 triệu nha anh em. Đấy, còn 17 triệu thôi anh em nhé. Đấy, mẫu xe này thì là máy móc là zin nguyên bản này, có ABS luôn em nhé. Rất là rẻ rồi. Đó, bên này hôm nay thì, xả còn 3 chiếc duy nhất anh em, nhanh tay còn 3 thì còn rồi. Nhá. Chiếc này là bản thường anh em nhé, bản thường bản nhưng mà chiếc thường, này cam mới, đen. Chiếc này mới lắm anh em nhé, bản thường, đấy, có mới luôn, mẫu cam đen này. Đăng ký 2020 nhá, con này thì bản thường thôi nhưng mà chất xe rất là cứng, xe nên là mới bán là 17 triệu luôn, 17 bằng con triệu ABS nhá. Ô tô thì cũng chạy hơn 20 ngàn. Đó, con này mới đi 14 ngàn này, con này mới đi 14 ngàn thôi. Bao nhiêu em, 14 hả? 14 thôi. À, đúng rồi, 14 ngàn. 14 ngàn cây, chiếc này thì nói chung là bán thường nhưng mà đẹp thì bằng giá con này luôn chị ha. Đúng rồi, bằng là bằng con này. ABS luôn. Giày cui luôn, biển 92 ha. Đó. Đây cũng có 17 luôn. Màu vàng kế bên đây thì rẻ hơn này. Chiếc màu vàng này thì đăng ký 2019 nhá. Đó, biển số 63 Tiền Giang. Bản ABS luôn. Giá cực kỳ là mềm luôn anh chị em, mới có 16 triệu thôi. Đấy, chiếc này có 16 triệu thôi em nhá. Đúng rồi, anh siêu em nào luôn. Mình sắm về cho chơi Tết nhá, chỉ có 16 triệu thôi. Máy móc là vẫn zin nguyên bản chị ha. Bao zin luôn. Bao zin luôn em nhá. Bao thầy thợ Đấy. Tết luôn. Có rẻ luôn. Đấy. Bản Winix ABS là có 16 17 triệu, cực kỳ rẻ luôn. Còn SH bên này thì cũng còn mấy chiếc em này. Đó, rồi chiếc đầu tiên là con này là 125 anh em nhé.
125, chiếc này có khách cọc rồi em. À chiếc này khách cọc rồi. Ừ, rồi khách ok. Rồi, con này là biển số 95 Hậu Giang. Đấy, cũng là bán mẫu 125 luôn. 125 nhá. Đỏ đô, keo nguyên con luôn. Keo nguyên con chưa lột nhá anh em. Đó, còn bọc keo luôn. Chưa có lột keo. Thì chiếc này 218 bán 55.700.000 cho anh em mình. Rồi ok, 55.700.000 nhá. Đời 2018. Xe rất là mới, bọc keo nguyên chiếc. Còn chiếc bên này là cũng là 125 luôn anh em nhé. Rồi con này 125 màu xám đen này. Xám đen này thì biển số 73 Quảng Bình. Chiếc này đời 2014 nhá, 39.800.000. Rồi 39.8 2014, biển 73. Em có mẫu 150, chiếc màu trắng này là 150 nhá. Chiếc này cũng 150 luôn. Đời 2014 này. Khóa còn 2 chìa luôn. Mẫu khóa chìa ha. Rồi mẫu khóa chìa. Hiện tại thì chiếc này em bán là 42.700.000. Đấy, 42.700.000 nhá. Dàn áo rất đẹp anh em này. Đấy. Mẫu 150. Đấy, máy móc thì vẫn được bảo hành nhá. Ok. Còn SHMO thì dưới này vẫn còn em nhá. SHMO thì có chiếc này rất là đẹp anh em này. Xe mới lắm. SHMO mẫu 2019. Đó, 2019 luôn. Đúng đắt chuẩn 2019 thì con này là bản ABS nhá. Có ABS luôn em này. ABS nha anh em. Luôn. ABS con này rất là cứng luôn. Con này thì em đã lột keo sẵn rồi. Lột keo nguyên chiếc rồi nhá. Chiếc nó này hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Chiếc này mới lột keo luôn anh em nhá. Về lại cửa hàng mới lột keo luôn. Đấy. Biển số 75 Huế. Xe đẹp long lanh chưa? Bản ABS luôn, màu ABS xanh luôn. Nâu. Màu này rất là đẹp nha anh em, mà đi rất là sạch luôn. 75 Huế nhá. Biển 75. Phát tài đó. Biển số phát. Ok, nhưng mà xe rất đẹp, tem bọc nguyên zin luôn ha. Đó. Rồi, chiếc này là 42.700.000. Rồi, 427 em nhé. Đấy. Còn bên này thì cũng là SHMO luôn. Rồi, chiếc SHMO này đăng ký 2017 này, biển số 34 Hải Dương. Đỏ đô nhá. Chiếc này thì em bán là 36.800.000. Rồi, 368. Đó, những anh em nào mà mình ở ngoài Bắc là mình ưng chiếc này thì là mình cọc trước em ship xe nhá. Biển nào ngoài Bắc này, 34 Hải Dương. Ok chị. Còn đây thì có hai mẫu Vario 125 nữa anh em này. Rồi hai chiếc này em bán đồng giá luôn này, mẫu khóa chìa nha anh em. Yeah. Giá rất là rẻ luôn anh em, Vario mà chỉ có 27.000.000 thôi. Đấy. Mẫu 2019, màu xanh nhám nhá, biển số 60 Đồng Nai. Xả xuống còn 27.000.000. 27.000.000 một chiếc nhá. Đấy, rất là đẹp không? Rồi chiếc kế bên cũng vậy luôn. Này. Đồng giá luôn. Chiếc màu vàng này biển số 69 Cà Mau này. Biển Cà Mau luôn ha. Đấy. Xe rất là đẹp, cũng là 27.800.000 ha. Còn AB 125 thì dưới này cũng còn mấy chiếc nữa luôn. 125, con này AB mẫu mới nhá. AB số 72 Vũng Tàu. Đó, mod này còn đủ bộ nó luôn. Đấy, 21 đầy đủ luôn em nhá. Biển số Vũng Tàu, hiện tại thì chiếc này đăng ký 2021, bên em bán là 28.600.000. Đấy, xe zin nguyên bản luôn. Nước sơn zin còn luôn nhá, chưa hề giảm tốt luôn nha anh em. 72. Đó, biển 72 Vũng Tàu ha. Lốp trước lốp sau cũng còn rất là dày cùi luôn này. Mua về chỉ có đổ xăng mà sử dụng thôi. Đây chị mở nhá. 17.000. Con này mới đi 17.000 cây nhá. Xe rất là mới em nhá. Mẫu đời mới luôn, 28.600.000 ha. Còn chiếc bên này là mẫu 2017 em. 17 nhá. 2017 khóa mắc cây anh em, biển 90 Hà Nam. Zin nguyên bản luôn. Zin nguyên bản ha. Đó, xe thì rất đẹp luôn. Biển 90, biển Bắc. Dàn áo liền lạc. Đó. Con này hôm nay còn giá là mười mấy chị? 19.800.000 em. 19.8 cho em nhá. Nói chung là mấy chiếc này thì để cửa hàng nằm cửa hàng là nhiều thôi ha. Giảm giá rất là rẻ rồi. Còn bên này thì có mẫu AB mắt cú nè. Nay còn hai chiếc AB mắt cú này nhá. Em bán đồng giá là 17.000.000 một chiếc này. Máy móc là bao zin nhá. Con này sơn lại tem 3D này. 3D tem sơn nha anh em. Đó, có chiếc này thì sơn lại màu rất đẹp nha em nhá. Biển số 93 Bình Phước, 2014, 17.000.000. Đó, anh em nào nhanh tay thì kiếm được chiếc này này. Chiếc này là về mình không phải dọn lại em nhá. Vì nó sơn lại rất là mới rồi. Đúng rồi. Còn nhưng chiếc này thì cũ đầy cũ thì nói chung là cũng có một chỗ chảy xước nhỏ nhỏ nhá. Đó. Bán đồng giá là 17.000.000 luôn anh em nhá. Đồng giá luôn, máy móc là bao zin anh em mình đó, nhá. Ok. Đó, anh chị em ở xa thì mình cứ liên hệ Zalo, cửa hàng sẽ gửi thêm thông tin hình ảnh xe cho anh em ha. Còn ship xe thì anh chỉ cần cọc từ 2-3 triệu thôi, cửa hàng giả ship xe toàn quốc nhá. Còn anh em ở gần thì mình cứ đến trực tiếp để xem xe, cửa hàng thì có cho test thoải mái em nhá. Đấy. Ok, và giá này thì cửa hàng là chưa bao gồm phí rút hồ sơ anh em ha. Đấy,
anh em nào rút hồ sơ thì mình cứ thêm phí cửa hàng sẽ hỗ trợ anh em rút ra. Đó, thì mình đọc lại cái địa chỉ cửa hàng nhé. À, địa chỉ cửa hàng thì nằm ở địa chỉ là B7O19 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương. Ha. Đó. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha. Anh em mà cần báo giá thêm mẫu xe nào thì mình cứ bình luận bên dưới, mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau. Rồi, ok. Rồi, chào chị Nhung ha. Chào anh chị em mình nhá. Đó. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Hôm nào thì có xe mới về mình lại tiếp tục cập nhật cho em sau ha. Xin chào, hẹn gặp lại ha.